Hello, chào các bạn. Và bây giờ thì cả nhà ăn trưa tiếp tục với món cà củ gì quên rồi ta, củ bơ mỡ, chiên mỡ chiên, rau, chấm nước tương, đậu phộng. Đó, đơn giản là bữa nay ăn đơn giản. Mày không luôn? Cá. Hả? Muốn sắp một toàn đổ tới gì là gần sắp được một tô. Vừa ngon dữ. Nhân hôm qua là ở nhà ăn. Chưa ăn cái nhà đâu. Cái nhà chiều tối vậy á, ở nhà ăn ăn đi đâu. Cá này không ăn ngon ghê ha, mặn mặn ngon. Vậy có ăn không? Đâu ăn được vậy? Cá nè. Coi nước tương hay gì mà mặn ngon. Cái đó là như tương tây mà. Hả? Cái nước tây như làm gì à? Tây gì? Trên công ty gì đem về mà. Dụng vay vậy chứ không phải nhà nấu mà. Mày biết chắc nó mua tiệm như vậy. Chứ sao mày biết? Trong công ty nó thường nó ăn á, nó không ăn mà nó lấy đồ ăn về. Đúng không? Ai gì cơm nó không ăn cơm mà lấy đồ ăn. Tùy chứ ta ăn gì nó lấy đồ ăn gì vậy? Mua nó ăn. Không biết mấy. Thì năm ai ăn? Mấy mấy quái không mà biết. Gì? Thế đó. Này. Chắc khô măng. Chắc vậy bỏ thêm nước tương vô nè, nghe mặn mặn. Sáng này đi đâu vậy? Cà phê hả? Chứ nè, sáng này cà phê, trưa gì à? Đã mấy bình nước. Ngon rồi biết. Cá ăn ngon rồi. Mặn mặn. Cứ ăn miếng cơm, miếng dưa vô. Hôm nay mẹ chiên ngày hôm qua hả? Phải không? Ăn sáng hôm nay hả? Nhảy đứa bụng quốc với chuối với hộp sữa ngon. Nhảy em đi đâu? Đi tập yoga. Đi xếp.
sạch như vậy rồi cái bánh lửa gọi đầu cũng khỏe. Chiều nay mới chị ăn không? Sao mỗi lượng ăn bậy bạ vậy? Chị đến nói gì nè, chị đi hả?